Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về cách làm nước hàng tạo màu đẹp các bạn nhé. Đây là nước hàng của mình sau khi đã làm xong đấy. Thì cái chuẩn bị rất là đơn giản, đó là chỉ một cốc nước và một chút đường. Thì ở đây mình sử dụng 300 ml nước và đường của mình là sử dụng 200 g đường. Thì mình chỉ cần dùng một cái chảo như thế này và mình đổ đường vào. Sau đó các bạn đảo, các bạn làm cứ xao đường cho đến khi mà đường từ màu trắng chuyển sang màu cánh gián, tức là màu vàng đến khi các bạn thích. Các bạn có thể cho màu đen hơn thì cũng được, thì các bạn có thể sử dụng đường cát trắng hoặc đường hoa mai đều được hết các bạn nhé. Chủ yếu là mình muốn thắng cái nước đường làm sao mà nó có độ sánh và có độ vàng đẹp các bạn nhé. Chứ các bạn mà thắng đường nó cháy quá thì mặc dù là có thể rất là đậm đặc, thế nhưng mà cái màu nó không được đẹp đâu các bạn ạ. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm cái nước hàng này, vừa tạo màu vàng đẹp mà lại cái khi mà mình tẩm ướp vào cái vị nó không bị thay đổi. Thế thì các bạn cứ sao như vậy. Cũng có khi là các bạn mà mua một viên kẹo đắng, gọi là kẹo đắng thì là rất chi là dễ dàng hơn. Nhưng mà mình thấy cái màu nó rất là đen, đen quá. Và mình thấy có mùi khét. Cho nên là mình tự làm nước hàng ở nhà rất là ngon và cái màu là theo ý của mình. Thế thì các bạn cứ sao lần lượt đến khi mà, tất nhiên là cái này thì các bạn cũng không cần phải cho nửa nhỏ lắm, các bạn cứ để nửa vừa phải, nhưng mình phải quấy liên tục cho nó cân giữa cái cháy và cái tan, chứ mình cũng không thể bỏ bẵng đến khi mà nó một đằng nó cháy một đằng nó còn chưa tan thì cũng không ổn các bạn ạ. Đấy, các bạn cứ quay như vậy là cái đường sẽ tan hết và cái màu vàng đạt đến cái mức mình muốn. Thì ở đây mình thắng ở gia đình nhà mình dùng thì các bạn cũng không nên là thắng nó đen quá nhé, đến màu vàng đẹp thì thôi. Đây, cái đường nó đã bắt đầu tan ra và nó sủi lên thành cái màu vàng rồi đấy. Nhưng các bạn cứ để cho nó già một chút. Và khi mà các bạn là sao như thế này nhé, thì cái đường nó tan ra và cái độ sánh của nó rất là sánh. Thì các bạn chỉ để đến mức vàng ở độ cho phép thôi. Không phải là cho phép mà là đến cái mức độ vàng mà mình mong muốn thôi. Chứ các bạn đừng để lên khét quá, thì khi mà mình ướp vào cái màu mà mình làm nó mất ngon. Đấy, các bạn nhìn thấy màu là đẹp rồi đúng không ạ? Thì các bạn cho nước vào. Thì nó sẽ sôi lên. Sau với 200 g đường và 300 ml nước là các bạn đã tạo ra được khoảng 350 ml nước hàng rất là ngon theo ý mình. Tất nhiên là cái nước này thì cũng không không phải là mình để dùng để ăn, mà khi mà mình tẩm ướp các cái gia vị mà mình cần có màu ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy màu đẹp chưa? Rất là đẹp. Và không hề bị khét các bạn nhé. Đấy, các bạn lúc này các bạn có thể tắt bếp này và mình để cho nó nguội. Sau đó là các bạn cho vào cái chai để mình khi mình tẩm ướp một cái đồ ăn gì mà cần tạo màu, ví dụ như là thịt nướng hoặc là thịt kho tàu ấy, các bạn cũng cần phải sử dụng đến cái này đúng không ạ?
Thế là video của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các